bộ phim Nam Thành Di Hận. Tập 26. Đích thực là tôi có quan hệ mật thiết với gia tộc Mộ Dung. Tôi là con nuôi của gia tộc Mộ Dung. Này là đại đương gia của gia tộc Mộ Dung. Phương Kiến Nam, 5 năm trước, ông và Phùng Chấn Thiên giết hại 483 nhân mạng của gia tộc Mộ Dung. Nợ máu này, hôm nay chúng ta phải tính thật kỹ với nhau. Phương Tư Lệnh, nói thật, ông nắm giữ quyền hành quân chính của Nam Thành, làm vua một cõi, quản lý Nam Thành ngăn nắp. Nói thật, tôi còn rất nhiều điểm phải theo ông học hỏi. Nếu như chúng ta không phải kẻ thù với nhau, tôi nghĩ chúng ta nhất định sẽ trở thành đôi bạn rất thân. Nhưng mà chuyện đời là vậy, trước sau chúng ta cũng không có duyên kết bạn. Nếu đã như vậy, tôi xin mời Tư Lệnh cạn thêm một ly. Uống xong ly này, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, đường đời hai ngã, đường ai nấy đi. Đúng là ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi. Được, tôi sẽ uống cạn ly ân đoạn nghĩa tuyệt này. Phương Tư Lệnh, mời. Mộ Dung Kính, về nhân cách, lần đầu tiên khi tôi gặp anh, tôi đã nhận thấy anh là một thanh niên tài ba, một tiểu tử có phong cách hơn người, sau này nhất định lập được nghiệp lớn. Bây giờ chứng minh nhận xét của tôi không sai lầm, đánh giá rất đúng. Anh tới Nam Thành trong mấy tháng ngắn ngủi đã lấy lại Hồng Nhật và Bích Nguyệt bị mất của gia tộc Mộ Dung. Nay chỉ còn thiếu Thang Định Sơn là anh mở được kho báu đó rồi. Không ngờ mọi hành động của Mộ Dung Kính tôi đều nằm trong bàn tay của Tư Lệnh Phương. Xem ra nước cờ này tôi thua chắc rồi. Không sai, anh đã thua. Thua rất triệt để. Tất cả những gì anh lấy được bấy lâu sẽ do tôi tiếp quản. Đây gọi là châu chấu rình sâu, chim quanh chờ bắt. Này thắng bại đã rõ, tôi mượn ly rượu ân đoạn nghĩa tuyệt này để tuyển anh lên đường. Vừa rồi tôi đã giải đáp thắc mắc của ông. Bây giờ tôi có một thắc mắc, ông giải đáp giúp tôi được không? Cứ nói. 5 năm trước, ông và Phùng Chấn Thiên tiêu diệt gia tộc Mộ Dung. Mộ Dung Hưng chết trong tay của ông phải không? Cho đến bây giờ không còn chuyện gì để giấu nhau nữa. Mộ Dung Hưng đã bị tôi giết. Những gì anh muốn biết thì nay đã biết. Tôi nghĩ anh cũng hiểu rõ, hôm nay anh không sống được để ra ngoài. Sắp chết tới nơi vẫn còn cười được à? Phương Tư Lệnh, tôi còn những lời thật tâm muốn nói với ông, không biết ông có chịu nghe thêm hay không. Nói đi.
Tôi có hai việc nói cho ông biết. Thứ nhất, Thang Định Sơn đang ở trong tay của tôi. Thứ hai, ông trúng độc rồi. Tôi quên nói cho ông biết, loại thuốc độc này rất mạnh. Lúc mới uống vào, toàn thân sẽ bị tê liệt, không cử động được. Sau đó sẽ tắt thở mà chết. Còn nữa, luôn pháp y cũng không sao tìm được nguyên nhân khiến ông bị chết. Cuối cùng Trung ương sẽ kết luận ông chết vì tuổi già. Phương Tư Lệnh, sau khi ông chết, 483 nhân mạng của gia tộc Ngộ Dung sẽ đi tìm gặp ông. Hy vọng xuống tới 18 tầng địa ngục, ông sẽ được vui. Phương Tư Lệnh, ông quá chén rồi. Cẩn thận. Không ai đụng tới tủ bảo hiểm. Anh Kính, có thể lúc đi chúng ta quá vội nên không khóa cửa. Anh đừng khẩn trương nữa. Có thể lắm. Thế chưa? Để em thử. Thế này, phải vậy không? Anh Hào thế nào rồi? Phương Kiên Nam chết vì bạo bệnh. Cái gì? Quá đột ngột rồi. Vậy Mộ Dung Kính đâu? Hắn đã rời khỏi nhà của Phương Kiên Nam. Chuyện này khó tin lắm. Anh Hảo, tới nhà Phương Kiến Nam. Chờ tôi với. Em cũng đi theo. Sẵn sàng đừng đi, ở nhà với chị Phi Nhi đi. Lúc đó trong phòng rất tối, không ai biết sẽ là chuyện gì. Sau khi đèn bật sáng lại, thì Tư Lệnh gục trên bàn và đã tắt thở từ lâu. Được, rất cảm ơn anh đã cho biết manh mối. Cảm ơn. Đứng lại, không được vào, có gì không? Anh Hoa, cho họ vào đi. Dạ. Anh Hoa, có chuyện gì rồi? Phương Tư Lệnh bị gục chết tại đây. Do xác chết không có thương tích nên đưa tới cho pháp y kiểm tra. Vài ngày nữa sẽ có kết quả. Không thể giấu vết tranh cãi xung đột. Ăn xong bữa cơm thì bị chết rồi. Hiện trường cho thấy như vậy. Tôi đề nghị các anh đem số bột trắng này về sở cảnh sát xét nghiệm lại. Rất có thể giúp được các anh phá án đấy. Được, tôi ra ngoài gọi người. Đi. Phương Kiến Nam vì khó báo tắm máu gia tộc Mộ Dung, cuối cùng mạng già cũng không giữ được. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Trúng độc. Anh cảm thấy là Mộ Dung Kính bí mật hạ độc trong rượu của Phương Kiến Nam khiến hắn chết ngay tại chỗ. Chị Phi Nhi,
Phương Kiến Nam với Phùng Chấn Thiên đều là chữ mưu trong quyết án gia tập Mộ Dung. Bây giờ Phương Kiến Nam đã chết, sao không thấy chị vui chút nào? Tôi không biết nữa. Phi Nhi cảm thấy liên tục giết nhau như vậy chỉ tăng thêm sự thù hận, hơn nữa cũng không thể an ủi vong hồn uổng tử của gia tộc Mộ Dung. Lúc cha của em còn sống thường dùng bốn chữ nhân giả vô địch để dạy em và Mộ Dung Kính. Em tin rằng cha của em đã làm đúng. Nhưng tôi cảm thấy Mộ Dung Kính giống không nghe lời dạy của cha chị. Hắn giết người không gớm tay, tâm địa độc ác, bất chấp thủ đoạn. Đây là nguyên nhân khiến tôi khác biệt với hắn. Tôi không đồng ý hắn làm sát vô tội. Bởi vậy tôi quyết tâm đàm phán với Phùng Chấn Thiên, đưa bên quá giải hận thù. Chị không trả thù nữa sao? Cho dù lấy mạng của Phùng Chấn Thiên cũng không cứu vãn được mấy trăm nhân mạng của gia tộc Mộ Dung. Tôi muốn tất cả ân oán kết thúc tại đây. Dù chị có bỏ qua cho hắn, nhưng Mộ Dung Kính có chịu tha hay không? Anh đã từng nghĩ vấn đề này. Với lực lượng mấy người chúng ta, đích thực là còn rất mỏng. Nếu có thể mượn được lực lượng cảnh sát, Hoa Quy, bên cảnh sát không thành vấn đề. Tuy tôi đã bị cách chức, nhưng tôi tin rằng phía cảnh sát vẫn còn người nể mặt tôi. Được. Vậy là thứ nhất, chúng ta có thể cứu được Gia Gia. Thứ hai, chúng ta có thể tìm lại được kho báu. Đi. Cẩn thận một chút. Hai người tới đây làm gì? Chúng tôi tới gặp ông để nói chuyện của gia tộc Mộ Dung. Xin lỗi, tôi có việc gấp phải đi xa. Phùng hội trưởng, tôi là Mộ Dung Phi, con gái của Mộ Dung Hưng. Ngày nào cũng đem theo nhiều tiền, ngày nào cũng bị thua sạch, giống như trong nhà có mỏ vàng vậy, không thấy tiếc tiền. Cô này là vị hôn thê của tôi, tên là Giang Phi Nhi. Chào vị gì? Đặc phái viên trong chủ phó sao lại đi chung với nhau? Phòng hội trưởng, thức thời vụ là Trang Tuấn Kiệt. Tôi nghĩ ông đừng làm khổ bản thân mình. Tôi nhớ rồi. Nếu như cô là hậu nhân của gia tộc Mộ Dung thì tôi không giấu cô nữa. Năm xưa kẻ chủ mưu gây ra vụ quyết án cho gia tộc Mộ Dung là Phương Kiến Nam, tôi bị hắn uy hiếp nên đã làm những chuyện không đáng làm. Tôi không muốn gì hơn, chỉ mong sao mọi người tha cho tôi. Phùng hội trưởng, chúng tôi tới đây không phải tìm ông để trả thù, mà là muốn nhờ ông công bố cho thiên hạ biết sự thật về vụ quyết án của gia tộc Mộ Dung, để mọi người biết gia tộc Mộ Dung không phải là một bọn gây nhiều tội ác. Vậy đây có phải là cạm bẫy hay không? Sau khi gia tộc Mộ Dung xảy ra vụ quyết án, khiến nhiều người vô tội phải bị giết oan uổng, tôi hy vọng đem tấm lòng khoan dung để an ủi vong hồn người đã chết vì gia tộc Mộ Dung. Phùng hội trưởng, nếu ông muốn giữ mạng thì nhận lời hợp tác với chúng tôi.
Chỉ cần mọi người tha cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ lại đề nghị của cô. Nghĩa phụ, chư vị liệt tổ liệt tông của gia tộc Mộ Dung, con đã tiêu diệt được Phương Kiến Nam, tiếp theo sẽ là Phùng Chấn Thiên. Bắt đầu từ nay, gia tộc Mộ Dung chính thức hoạt động lại trong Nam Thành này. Con sẽ lấy lại kho báu, hoàn thành di nguyện của nghĩa phụ, sẽ tìm lại Phi Nhi, cùng cô ấy phục hưng lại gia tộc Mộ Dung. Hy vọng chư vị liệt tổ liệt tông phù hộ cho con, mọi việc thuận lợi. Mộ Dung Kính đã bắt đầu nghi ngờ, tiếp tục giả điên giả khùng không phải là cách tốt. Chúng ta phải sớm lấy được Hợp Nhật và Bích Nguyệt. Đúng vậy. Đêm nay Mộ Dung Kính sẽ đưa người của hắn đi ám sát Phùng Chấn Thiên. Theo kế hoạch, tôi sẽ sai người của tôi tìm cách giết Mộ Dung Kính, giáng họa cho Phùng Chấn Thiên. Lúc này địa vị Chu Tước Hộ Pháp, gia tộc Mộ Dung của anh là cao nhất. Tất cả thành viên trong gia tộc Mộ Dung đều phải nghe theo hiệu lệnh của anh. Hồng Nhật và Bích Nguyệt cũng sẽ lọt vào tay của chúng ta thôi. Mọi người lui ra đi. Dạ. Anh Kính, chuẩn bị xong hết rồi. Chú Đồng đâu? Ông ấy tới ngay. Tôi tới rồi. Tôi tới rồi. Chú Đồng, chú thông thả, ngồi xuống đây. Từ từ. Chú Đồng, có chuyện gì rồi? Lớn tuổi rồi vô dụng quá, bước lên lầu cũng bị trật chân. Không sao đâu, ngồi nghỉ một lát là được. Chú Đồng, hai chân của chú hình như rất nghiêm trọng. Tôi này đủ sức đi hay không? Có gì đâu, vì gia tộc Mộ Dung trả được mối thù, tôi là Chu Tước Hộ Pháp, nhất định phải đi rồi. Chú Đồng à, tôi biết chú trung thành với gia tộc Mộ Dung, nhưng bây giờ chú bị như vậy, nên ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Phải đó. Thiếu gia, chú Đồng, ngồi xuống đây. Chú Đồng, hay là đừng đi. Tối nay chú ở lại canh chừng được rồi. Không được, tôi đã chờ đợi nhiều năm, tới giờ phút này tôi không giết được kẻ thù, trả thù cho gia tộc Hộ Dung thì thật là... Thiếu gia, tôi... Chú Đồng, chú yên tâm đi, tôi nhất định giết được Phùng Chấn Thiên, trả thù cho gia tộc Mộ Dung. Thôi được rồi. Được rồi. Thiếu gia, mọi người phải cẩn thận. Tôi ở nhà chờ tin vui của mọi người. Được. Xuất phát.
Sao không thấy ai hết? Tình hình bất ổn. Rút đi. Mở lên. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Thì ra hai người các ngươi giúp Phùng Chấn Thiên. Mộ Dung Phi, em không trả thù cho gia tộc Mộ Dung thì thôi, sao em trở mặt giúp cho kẻ thù? Em không hổ thẹn với 483 nhân mạng của gia tộc Mộ Dung sao? Anh đừng mượn cớ trả thù gì nữa. Anh làm sát vô tội, làm trái lời dạy của cha. Anh không hổ thẹn với cha sao? Em nói bậy. Em nói bậy. Ít ra anh vẫn cố gắng trả thù cho gia tộc Mộ Dung. Không như em, em là tên phản đồ. Dừng lại đi Mộ Dung Kính. Phi Nhi đã thuyết phục Phùng Chấn Thiên tự thú với cảnh sát. Luật pháp sẽ trị tội hắn. Làm gì mới gọi là trả thù cho gia tộc Mộ Dung? Cái gì? Tôi cho anh biết, Phùng Chấn Thiên phải sa vào địa ngục. Bây giờ tới các ngươi. Tới lượt các ngươi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Các anh phải bắt Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi là tên phản đồ. Buông tôi ra. Có nghe không? Buông tôi ra. Các anh nghe tôi nói phải bắt Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi sẽ bị trời đánh. Mộ Dung Phi là tên phản đồ. Các anh phải bắt Mộ Dung Phi. Buông tôi ra đi. Các anh làm gì vậy? Các anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Đừng có đi. Đừng đi. Đừng đi. Thả tôi ra. Sao lại giam tôi? Các anh đi đâu vậy? Các anh nghe tôi nói, tất cả chuyện xấu đều do Mộ Dung Phi và Thang Hạo gây ra. Tôi là đặc phái viên, các anh không được bắt tôi. Quay lại đây. Mộ Dung Phi, Thang Hạo, tôi nguyện rủa hai người. Mộ Dung Kính đã bị bắt giam. Bị bắt giam. Đúng vậy. Mộ Dung Kính đưa thủ hạ của hắn tới tấn công vào nhà Phùng Chấn Thiên. Nhưng mà hắn bị cảnh sát mai phục tại đó và đã bị bắt. Chuyện này là sao? Do Mộ Dung Phi và Thang Hạo báo án, bắt Mộ Dung Kính đưa vào nhà giam. Tôi định nhân cơ hội này thủ tiêu Mộ Dung Kính, diệt trừ hậu hoạn. Xem như hắn mạng lớn, chỉ bị bắt giam mà thôi. Cũng may tôi lành trí, không đi theo hắn. Lần này Mộ Dung Phi liên thủ với Thang Hạo, Mộ Dung Kính không chết xem như hắn gặp may rồi. Cũng tốt, xem như giúp được chúng ta rất nhiều. Từ lúc Hảo Nhi chào đời, tôi đã đoán trước nó không phải tầm thường, tuyệt đối không dưới tay người khác. Bây giờ nó tự chứng minh mình là một con rồng, thuận lợi giúp tôi dọn hết chướng ngại. Chúng ta mau đi lấy Hồng Nhật với Bích Nguyệt, mở cửa kho báu.
Không phải ông nói còn báu vật thứ ba nữa mà. Sau này thì anh sẽ biết. Anh làm gì vậy? Để được an toàn, tôi cũng phải giữ một phần. Xảy ra chuyện gì rồi? Tìm xung quanh xem ai còn sống không. Em lên lầu tìm xem. Được. Anh Hảo, qua đây. Xảy ra chuyện gì rồi? Do Lâm Thanh Đồng. Ông nội tôi đâu? Bị Lâm Thanh Đồng bắt đi rồi. Anh Hảo, Hồng Nhật với Bích Nguyệt mất rồi. Kỳ Lân Sơn, đã vào sơn động rồi. Ông đưa báu vật cho tôi được chưa? Anh vội gì chứ, vào trong mới nói đi. Bây giờ đem ra được chưa? Gắn nó lên đó. Lần này đưa báu vật thứ ba cho tôi được chưa? Thang Định Sơn, không phải chúng ta giao trước rồi sao? Sau khi lấy được kho báu chúng ta chia đôi. Ông làm vậy là sao? Tôi đi nhiều năm như vậy, mình đã nói những gì hoàn toàn không nhớ được. Tại sao tôi phải chia đôi kho báu với anh? Thang Định Sơn, ông làm vậy đâu còn tình nghĩa gì nữa. Tôi bị Phùng Chấn Thiên giam trong đường hầm suốt 5 năm. Suốt 5 năm trời, sống một cuộc đời hoàn toàn đen tối. Còn anh, sống bên ngoài tiêu diêu tự tại. Anh lấy tư cách gì chia đôi kho báu với tôi? Họ Thang kia, từ khi gia tộc Mộ Dung bị tàn sát tới nay, tôi cũng phải liều mạng mới thoát được ra ngoài, khiến gương mặt bị nhiều vết sẹo. Sống cuộc đời người không ra người, ba không ra mặt. Tôi chịu khổ không ít hơn ông đâu. Nhưng mà đáng tiếc, bây giờ trong tay tôi có súng. Bí mật kho báu cũng nằm trong tay tôi. Thang Định Sơn, ông còn sống tới hôm nay để vào đây, thật ra cũng nhờ công lao của tôi. Anh sắp mất mạng rồi, còn đòi chia đôi kho báu với tôi. Trên đời có người ngốc như anh sao? Hãy nhớ, kiếp sau đầu thai phải thông minh hơn một chút. Đừng dễ dàng bị lừa như vậy nữa. Thang Định Sơn, làm người phải giữ đường hậu cho mình. Đưa báo vật cho tôi, nếu không tôi giết ông. Ông cười gì? Tôi cười anh không biết suy nghĩ.
Trên đời này chỉ có Thang Định Sơn tôi biết mở cửa kho báu. Nếu anh bắn chết tôi rồi thì kho báu sẽ vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất, không ai tìm được kho báu này đâu. Không tin anh cứ thử xem. Mau lên. Muốn đấu với tôi à? Kiếp sau đi. Không được qua đây. Ông nội. Dạ dạ. Con là cháu của ông Hạo Nhi đây. Ông quên rồi sao? Ông đừng xúc động, đưa súng cho con. Đứng yên. Anh tưởng tôi điên thật sao? Hạo Nhi thật sự là nó, không phải anh. Ông nội, ông không điên à? Không sai. Trong bao nhiêu năm qua, ông vẫn giả điên như vậy để gạt mọi người. Ông nội, tại sao ông làm vậy? 5 năm trước, sau khi bị Phùng Chấn Thiên bắt được, hắn dùng đủ cực hình để khai thác ông, bắt nói ra bí mật của kho báu. Nếu ông không giả điên giả khùng, làm sao sống được tới ngày nay? Ông chịu đựng suốt bao nhiêu năm, mục đích cũng vì ngày này. Hạo Nhi, con qua bên ông nội, chúng ta cùng nhau mở kho báu. Mau lên, kho báu thuộc về hai ông cháu chúng ta. Ông nội à, kho báu này là của gia tộc Mộ Dung, chúng ta không được giữ làm của riêng. Nó là của ông. Ông với Mộ Dung Hưng là bạn rất thân. Mộ Dung Hưng có thể giàu có như vậy là nhờ có ông giúp cho hắn mua bán đồ cổ, kiếm tiền bằng cách buôn lậu. Nhưng sau khi làm giàu, hắn không chia cho ông một xu nào. Mộ Dung Hưng bạc tình bạc nghĩa như vậy thì không cần giữ đạo lý với hắn. Không, ông nội à, ông nói không đúng sự thật. Cha tôi nói kho báu này ông không cần tới. Ông nói dùng nó để giúp cho gia tộc, ông không giữ nó làm của riêng. Nói rất dễ nghe. Nếu hắn không giữ làm của riêng, tại sao phải nhờ ông làm nhiều cơ quan? Ông không phải một thằng ngốc. Ông giúp hắn làm ra cửa động này, ngoài Hồng Nhật Bích Nguyệt ra, cần phải có thêm một viên ngọc mới mở được cửa động này. Bí mật này chỉ có ông và hắn biết. Viên ngọc. Vậy viên ngọc đó đang ở đâu? Viên ngọc được giấu trong kính phóng đại này. Chỉ cần ông đập nát miếng kính trong tay thì lấy được viên ngọc. Hạo Nhi, qua đây, giúp ông đập nát nó để lấy viên ngọc, mở cửa kho báu. Kho báu này sẽ thuộc về ông cháu chúng ta. Ông nội à, ông đang chảy máu nhiều như vậy, con đưa ông tới bệnh viện được không? Đứng đó. Con khiến ông quá thất vọng rồi. Ông đã mưu tính chuyện này trong mấy lâu nay, tất cả cũng đều vì con. Con là con một của họ Thang. Không ngờ trong lúc quan trọng như thế này, Con lại phản bội ông. Con mau cút đi. Cút đi. Ông nội, mau cút đi. Anh Hạo, tiền bạc là vật ngoài thân, chúng ta mau chịu theo ý của ông nội. Đừng để ông nội nóng giận nữa. Mau ra ngoài đi. Phải đó anh Hạo, mau nghe theo ông nội ra ngoài đi. Anh Hạo, nghe theo lời ông nội ra ngoài trước đi. Anh Hạo, chúng ta đi đi. Ra ngoài trước đi. Cút đi. Đi, đi thôi. Đi thôi anh Hạo, chúng ta ra ngoài đi. Ra ngoài.
Ông nội, ông cháu chúng ta vừa đoàn tụ, con chưa kịp báo hiếu cho ông, phụng dưỡng ông, để mà ông đã bỏ con mà đi. Con đã bất hiếu, suốt đời này con cũng không tha thứ được cho mình. Ông nội, cảm ơn dưỡng dục của ông, con chưa kịp đền đáp, xin ông tha thứ cho con. Chị Phi Nhi, chị đem bài viết của chú Đồng về đặt lên bàn thờ gia tộc Mộ Dung, như vậy không ổn lắm. Chú Đồng cũng là phản đồ, chị không sợ cha mình cùng với chư vị liệt tổ không vui sao? Lúc còn sống, cha tôi rất khoan dung. Tuy chú Đồng phản bội gia tộc Mộ Dung, nhưng chú đã hy sinh nửa đời mình cho gia tộc Mộ Dung. Tôi cảm thấy cha mình cũng đồng ý cho tôi làm vậy. Năm năm trước, gia tộc Mộ Dung phải chịu hàm oan, khiến gia tộc bị tàn sát. Nay xem như đã được giải oan. Chìa khóa mở kho báu gia tộc Mộ Dung là Hồng Nhật, Bích Nguyệt và Viên Ngọc. Con đã có đủ. Con sẽ sớm hoàn thành tâm nguyện của cha. Cha, cha hãy yên nghỉ đi. Đây, anh Hảo, hòn đá. Đây là cái gì? Nhìn thế nào cũng không giống Duy Ngọc. Đây không phải là Duy Ngọc gì, mà là Thiên Châu. Chỉ cần đem Hồng Nhật, Bích Nguyệt và Thiên Châu giao lại cho cơ sở, thì em đã hoàn thành sứ mạng của gia tộc Mộ Dung. Cũng vì một Thiên Châu trong này, đã chết biết bao nhiêu người vô tội. Tiểu thư, Lạc Dương cô nương đã tới. Lạc Dương, đã lâu không gặp. Phi Nhi tiểu thư, đã lâu không gặp. Đây, tôi xin giới thiệu, đây là hai người bạn của tôi, Thang Hạo, Hoa Quy. Chào hai người. Chào Lạc Dương cô nương. Tôi và Hoa Quy thường nghe Phi Nhi nói về cô và hành động của cơ sở tại đây. Chúng tôi vô cùng kính phục. Phải cảm ơn các anh. Nhờ sự rộng rãi của gia tộc Mộ Dung cùng với sự giúp đỡ của các anh mới giúp được công tác của chúng tôi được thuận lợi như hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của các anh. Phải rồi, đây là San San, hậu nhân của Thanh Long Hộ Pháp gia tộc Mộ Dung chúng tôi. Chào cô San San. Chào chị. Đây là Hồng Nhật, Bích Nguyệt và Thiên Châu để mở kho báu. Này xin giao lại cho cô. Tôi xin thay mặt cơ sở địa phương cảm ơn cô. Cô khách sáo rồi. Đây cũng là tâm nguyện bấy lâu của cha tôi. Tôi chỉ làm bổn phận của một người con phải làm. Phải rồi, tôi thay mặt những người trong gia tộc Mộ Dung chúc phúc cho cơ sở sớm được thành công. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình, sẽ không để gia tộc Mộ Dung bị thất vọng. Xin lỗi, thời gian không còn sớm nữa. Tôi xin phép được đi trước. Bên ngoài còn nhiều người trong cơ sở chờ tôi. Các vị, hẹn gặp lại sau.
Vào trong. Còn nhìn gì nữa? Ngồi xuống. Này, có nhiều phòng còn trống, sao anh đưa họ vào đi với tôi? Đừng có nói nhiều. Này, anh nghe tôi nói. Nghe tôi nói. Quay lại đi, quay lại. Tôi đã nói phải đổi phòng khác cho tôi mà. Quay lại đi. Quay lại đi. Các anh làm gì vậy? Sure.